Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đấng chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho đời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: Có người kia trồng được một vườn nho, ông rào rậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi chạy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác. Kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Suy niệm: Dụ ngôn các tá điền gian ác mỗi lần được đọc lên thì có lẽ ai cũng hiểu ngay là Chúa Giêsu ám chỉ đến những nhà lãnh đạo Do Thái đã muốn tiếm quyền của Chúa trên dân Israel và đã ra tay giết các ngôn sứ mà Chúa đã gửi đến cảnh tỉnh họ, nhất là đã đóng đinh giết chết chính Chúa Giêsu là Con một Thiên Chúa. Để rồi nước Thiên Chúa đã được dành cho ai biết sinh lời cho Ngài. Vì thế mà bài chia sẻ hôm nay sẽ không tập chú phân tích về điều mà ai cũng đã hiểu rõ nữa, nhưng đi tìm ý nghĩa thời sự mà dụ ngôn vẫn tiếp tục cảnh tỉnh chúng ta ngày hôm nay. Hình ảnh vườn nho giáo hội, cũng như dân Israel xưa, được ví như là vườn nho do Đức Chúa trồng và canh giữ. Giáo hội Công giáo là dân mới của Thiên Chúa, có thể nói như là sự thay thế dân Do Thái xưa sau khi họ bất tuân phản bội giao ước. Giáo hội trên danh nghĩa hoàn vũ hay địa phương thì cũng đều là của Chúa Giêsu. Thế nhưng không thiếu những đấng bậc lạm dụng chiếm làm của mình, rồi thao túng giáo hội theo sự vụ lợi hoặc tham danh cho mình, bảo thủ và phớt lờ những tiếng nói ngôn sứ, thậm chí bịt miệng những ai dám lên tiếng chỉ ra những lạm dụng và sai trái, để rồi cuối cùng giết chết một Chúa Giêsu đích thực trong giáo hội, và chỉ còn lại là sự xuống cấp về niềm tin và luân lý. Chính vì thế, lời Chúa trong dụ ngôn tá điền sát nhân vẫn luôn thức thời và mời gọi cách riêng những đấng bậc trong giáo hội, từ cấp giáo hội địa phương đến các cộng đoàn giáo xứ hay tu trì, luôn phải ý thức vai trò và cách thức mình đang phục vụ có hợp với đường lối Chúa muốn hay không. Hình ảnh vườn nho tâm hồn.
mỗi người cũng được ví như một vườn nho mà Chúa đã trồng và giao cho việc tự quản lý và sinh hoa lợi cho người. Thế nhưng, lắm khi chúng ta đã coi thường tiếng nói của lương tâm, phớt lờ những lời dạy dỗ và sửa đổi của những người có trách nhiệm, bỏ qua lề luật Chúa và hội thánh, hững hờ với việc nghe lời Chúa, và cuối cùng là giết chết Chúa Giêsu hiện diện trong tâm hồn, bỏ đạo và hư đi đời đời. Lời Chúa mời gọi mỗi người luôn ý thức về mình để biết trông giữ tâm hồn và làm sinh lời cho sự nghiệp nước Chúa. Người làm vườn không tử tế mà còn chống đối thì đương nhiên ông chủ sẽ sa thải và giao vườn nho cho những người khác làm tốt hơn. Cũng thế, khi nước Thiên Chúa được trao cho cộng đoàn hay cá nhân mà không biết làm phát triển và sinh hoa kết quả cho Chúa, thì việc bị cất đi và dành cho dân tộc hay cá nhân xứng đáng hơn, âu cũng là điều phải lẽ. Chức năng của cành nho không phải là trơ trụi hoặc ra lá, mà là phải sinh hoa trái tốt chứ không phải hoa trái xấu, nếu không thì sẽ bị cắt bỏ để khỏi làm tổn hại đến cây và các cành khác. Chúa ban cho chúng ta tài năng, cơ hội. Nếu chúng ta không chuyên cần cố gắng trau dồi, thì tự nó sẽ thui chột đi. Chúa ban cho chúng ta niềm tin, cần sự thanh luyện và trau dồi để niềm tin ấy lớn lên. Nếu không, vì không sống niềm tin thì một ngày nào đó, chính niềm tin ban đầu cũng sẽ nguội lạnh và mất đi. Lại nữa, như vườn nho vẫn hút nhựa sống từ đất nhưng lại chỉ ra lá, đó là tình trạng của những con người ích kỷ, chỉ lo cho mình, được hưởng bao ân huệ của Chúa nhưng lại không chia sẻ cho tha nhân, nhất là thiếu đi tinh thần truyền giáo. Việc yêu mến Thiên Chúa thật, tự nó sinh hoa trái. Người luôn có sự sống thân tình với Thiên Chúa thì cũng đương nhiên có đời sống tương quan đức ái với mọi người. Có vườn nho lại sinh hoa trái xấu, có thể vì không hút được đủ dinh dưỡng từ đất, cũng có thể do bị sâu bọ cắn phá. Đó là những ai hời hợt với ơn Chúa hoặc để cho những thứ tác động bên ngoài xâm nhập, đục khoét tâm hồn, nên đời sống của họ không thể sinh hoa trái công phúc việc lành cho giáo hội. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin và được làm con cái Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết dùng khả năng và thời giờ Chúa ban để làm cho đức tin được triển nở qua đời sống đạo đức hằng ngày. Nhờ đó, khi Chúa trở lại, chúng con xứng đáng được Chúa ân thưởng hạnh phúc trường sinh. Amen.